Một màn hình mở rộng cho laptop và các thiết bị di động, gọn, nhẹ, thích hợp để di chuyển. Hơn thế nữa còn làm cho không gian giải trí và làm việc có bạn xịn hơn rất là nhiều. Thì ViewSonic TD1655 sẽ được mình giới thiệu ngay trong video ngày hôm nay. Đây là màn hình cảm ứng di động để mở rộng nội dung cho các thiết bị như là laptop, máy tính bảng, máy chơi game và điện thoại thông minh. Sản phẩm này thì tích hợp cổng USB Type-C cho khả năng truyền tải nội dung này, sạc điện với công suất lên tới là 60W và truyền tín hiệu để kết nối cảm ứng. Màn hình mở rộng TD1655 có thiết kế vỏ kim loại vô cùng chắc chắn, chân đế được làm bằng nhôm có thể gập lại được. Và ở sau màn hình thì các bạn sẽ có một nút điều chỉnh để có thể điều chỉnh được thông số cũng như là đèn nền. Chân đế thì vô cùng linh hoạt, có thể thay đổi được góc nghiêng phù hợp với mọi nhu cầu của người dùng từ góc 45 độ cho tới góc 60 độ. Phía trên phần chân đế thì ViewSonic cũng sẽ trang bị loa stereo có công suất khoảng 0.8W. Mặc dù là hơi bé một chút thế nhưng mà trong những trường hợp khẩn cấp hoặc là khi ở trong không gian yên tĩnh, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được chiếc loa này. Sản phẩm này thì sẽ được trang bị hai cổng USB Type-C, một cổng HDMI, một jack audio và đi kèm trong hộp sẽ có một cáp HDMI to mini HDMI có sẵn ở trong hộp luôn. Màn hình sẽ là màn hình 15,6 inch Full HD tấm nền IPS với tỷ lệ quen thuộc là 16:9 sẽ cho chất lượng hình ảnh ở mức đủ đẹp với các tác vụ giải trí văn phòng cơ bản. Độ dày chỉ có 6.1mm, trọng lượng thì chưa đến 1kg. Màn hình cảm ứng được thiết kế chống xước thế nên là người dùng có thể dễ dàng mang đi làm việc và giải trí ở mọi nơi mọi lúc. Để dễ dàng thao tác hơn với chiếc màn hình này thì ViewSonic trang bị bút cảm ứng đi kèm giúp người dùng sử dụng thuận tiện hơn. Khi kết nối màn hình này với thiết bị của các bạn như là laptop này, máy tính bảng hoặc là điện thoại thì yêu cầu sẽ là phải có tích hợp cổng USB Type-C và có hỗ trợ DisplayPort và Power Delivery. Thì hầu hết những mẫu màn hình như này sẽ hỗ trợ gần như mọi hệ điều hành từ Windows này, Android, Chrome, macOS, iOS và cả iPadOS. Tuy nhiên thì đối với những hệ điều hành iOS thì cần lưu ý một chút là màn hình sẽ chỉ nhận dây USB Type-C to Lightning chính hãng đến từ Apple mới có thể kết nối mà thôi. Việc truyền tải dữ liệu hình ảnh và âm thanh cũng sẽ được USB Type-C đảm nhiệm. Việc kết nối màn hình với laptop thì màn hình sẽ cũng sẽ được sạc thông qua cổng USB Type-C luôn. Theo như hãng quảng cáo thì màn hình sẽ có thời gian sử dụng lên đến 2 giờ đồng hồ khi kết nối với điện thoại thông minh có dung lượng pin là 4000mAh và có khả năng sử dụng trên 1,5 giờ khi kết nối laptop và sử dụng điện của laptop. Và với mức giá chỉ hơn 7 triệu đồng thì đường link của sản phẩm mình cũng sẽ để ngay dưới video để cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.